Bao nhiêu người biết nói là nó hiểu nhưng mà nó không có đậm bằng làm. Nói tôi nghe, nếu mà bây giờ tôi nói tát một tay vào mặt sẽ đau lắm, chị hiểu không? Nhưng mà chị này sẽ thực sự hiểu đau như thế nào. Khi mà tôi tát thật chị đúng không? Tôi tát vào mặt một cái. Có một người phụ nữ kia kìa, chị đánh con nhiều năm mà chị liên tục nói câu này nè. Chị đứng trên cây cầu gỗ, chị nói tôi, cái xấu nhất của tôi là tôi đánh con tôi. Hỏi sao biết xấu mà đánh? Thế chị nói tôi cũng không biết nữa. Hỏi chị yêu con gì không? Yêu nhất trên đời này. Sao chị đánh nó? Tôi cũng không biết nữa. Thiệt mà, họ không biết vì sao luôn ấy. Không biết, họ không biết, nhưng mà mình phải biết vì sao vậy. Chị nghĩ là nói lại cho mọi người nghe để xem cái ý. Dạ, chị cứ ngồi đi, chị ngồi thoải mái. Dạ, theo ý em thì một người mẹ đánh con có thể do lúc đó tức giận quá, chưa kiềm chế được bản xúc, cảm xúc. Ừ. Và có thể là lý do thứ hai là do cứ nghĩ là mình là đúng, con sai. Đồng ý. Dạ. Gì nữa không? Và cái thứ ba nữa là có một số ba mẹ thì cứ nghĩ mang roi ra dọa thì con mới sợ. Gì nữa không? Em mới nghĩ được có ba cái. Mà thật sự có lúc em cũng như thế thật. Đúng không chị? Dạ. Bởi vì chị hiểu tới đó nên chị sẽ chưa sửa được. Dạ. Chị có muốn biết nguyên nhân chính của nó không? Dạ, em muốn biết à. Muốn biết không? Dạ. Đăng ký học chưa? Học khóa gì? Được. Nếu mà chị ở đó 2 năm mà chị vẫn còn đánh con, tôi trả lại tiền cho chị. Dạ không, em không qua về là em chân sĩ, em chia sẻ một cái. Rồi. Dạ, thật ra là hôm qua. Rồi thử sẽ tốt, chắc chắn sẽ tốt lên. Mình cứ sống thoải mái nhẹ nhàng, mình thích nói gì mình nói. Cảm xúc nó lên thì cứ để nó trào ra. Nước mắt là một loại nước tốt mà. Thật đó. Tôi cũng hay khóc lắm. Khi tôi thấy học trò tôi thay đổi tôi cũng hay khóc lắm. Thì khóc thoải mái thôi. Nước mắt là một loại nước tốt. Nó làm cho mình bình an và thoải mái hơn. Là từ hôm qua đến giờ học thì em vỡ ra được nhiều thứ lắm. Em nghĩ về con em nhiều hơn. Em nghĩ về chồng em nhiều hơn. Em có một cái yếu điểm là xúc động này tự nhiên muốn khóc mẹ. Theo chị nghĩ đó là yếu điểm hay mặt? Bây giờ một cái người thay vì họ chửi chị một cách hung dữ và họ không nói gì cả, họ nhìn chị một cách yêu thương,
chị đang rất là mâu thuẫn với họ luôn, đang xung đột gì đó. Ví dụ chồng chị, thay vì ông ấy gào lên trước mặt chị hung hãn, với là ông nhìn chị một cách yêu thương, và nước mắt ông, một người đàn ông cứng rắn như vậy mà nước mắt ông ấy chảy xuống, thì chị thấy cái nào sẽ làm cho chị thay đổi? Em nghĩ là nước mắt. Dạ. Chị nghĩ rằng khi mà ông ấy gồng lên như vậy, thay vì một là gồng lên, la toáng lên, đập đồ, với lại nữa là đứng im nhìn chị một cách yêu thương và nước mắt chảy xuống, thì cái nào làm cho cả vợ và chồng tốt đẹp hơn? Em nghĩ là nước mắt. Dạ. Chị có nước, có biết nước mắt là loại nước quý giá nhất trên đời này không? Dạ. Thật đấy. Và những người nào có thể khóc là toàn những người họ sống rất tình cảm. Chị biết điều đó không? Dạ, cảm ơn bà. Mà mấy người sống tình cảm họ rất là dễ dàng ảnh hưởng người khác, chị biết không? Dạ. Những người mà sống tình cảm họ rất là dễ có thiên hạ đó, chị biết không? Họ rất là dễ giàu có nếu họ được biết thêm một vài điều, chị biết không? Dạ. Chị có thấy là nước mắt là thế mạnh hay thế yếu? Thế mạnh ạ. Nó là thế mạnh của chị. Dạ. Nó chính là một cái món quà lớn. Chị có biết rất là nhiều người họ muốn khóc mà khóc không được không? Tại vì họ ít nước. Không chị? Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị, thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.